Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm cá gỏi mọi người nhá. Đây, đây cá. Mình sẽ gỏi cá chấm mọi người nhá. Đây. Cá chấm bé đây mọi người. Mọi người theo dõi video nhá. Mình sẽ làm con này mọi người nhá. Còn lại chỗ này là mình sẽ thui mọi người nhá. Đầu tiên là mình cạo bẩy nó đi này. Từ đi thằng kia nghĩa là thứ con là vẫn nó tụt lấy nạp cho coi mũi đi mũi coi con đi đây đây mình đang thái hoa chuối mọi người nhá, gỏi bằng hoa chuối mọi người nhá. Đây là nước để ngâm hoa chuối, mình cho muối vào mọi người nhá. Mình cho muối vào là để không cho nó đen mọi người nhá. Nếu mà không cho muối là nó sẽ đen. Đây. Các loại rau thơm mọi người nhá, mình sẽ tổng hợp vào đây. Đây món này. Ngon tuyệt món vời luôn nhá. Đây là nước chua mọi người nhá. Đây là quả nhót khô mình ngâm này mọi người. Đây, nó hơi đen đen này. Này các bạn ạ, nhót khô đây này. Đấy, được không? Đây là nhót khô nhá. Các bạn nhá. Rồi chuối mình đang ngâm muối này. Giờ chỉ cần làm cái món này. Cái này là rau diếp cá các bạn ạ. Đây đây. Đấy, món này là rau diếp cá nha các bạn nhá. Đấy, quê mình có nhiều lắm, ruộng mình ấy. Các vừa ruộng mình có nhiều lắm. Rau diếp cá này. Được, cái này thái vào đây luôn này. Thái đi. Nhắn quá. Lẹp chẳng, ngon quá. Đây nhá các bạn nhá. Rau thơm nhá các bạn nhá. Đó là cà cao nhà nhâm nói. Sau khi mình bớt ra thì mày bắt đi mọi người nhá, bởi vì đây cho muối vào tí là nó mặn mọi người nhá. Chị ấy hết quy phải góp phải hết túi rồi đấy. Quy túi dân tình đuối quá. Đây nhá mọi người nhá, đây là bắt hoa chuối, đây mình cho cá vào nhá. Cá này xen kèm với lá lốt này. Chúc con ngá, khá riêu vậy nè. Nha. Xin mời mọi người nhá. Miếng đầu tiên này mọi người ạ. Tập thăm anh, thăm thật đó. Giọng đi. Ăn miếng to quá. Ngon quá mọi người. Quá ngon luôn. Ta dại. Ăn miếng 2 nhá. Dại. Kịp ta sai nhá. Ngon chưa? Đây mọi nhá. Có mọi người nhá. Cánh luôn. Để cánh ra nhá hết. Có cánh gì nó. Thế cũng cho anh con đi bằng cái gì ra bà. Thế con mốt kiểu đi à. Đã dư, con nhìn xong sao là dư. Con mốt kiểu gì anh ấy chẳng con mốt mà người. Bố vẻ băng luôn á. Ủa xin hôn cô mẹ nó muốn à. Ăn thế thôi mọi người ạ.